This is the Talkabout T800. It's packed with all the features of a standard two-way radio while enabling powerful off-grid communications through the free Talkabout smartphone app. The T800 turns your phone into a dynamic communication device, even when off the cellular network. It works by transmitting voice, texts, locations, and more over radio frequencies with other T800 users in your group. Ever need to text instead of push to talk? Silent and asynchronous communication is often the most convenient way to connect with your group. Ever need a map when off the grid? Share the best routes, set group boundaries, and get tracked statistics to travel smarter. Ever need to share your location? Overcrowded networks can limit communication. Don't get slowed down by the crowds. You can even control the radio settings from the app. From hiking, hunting and skiing, off the grid, to festivals or events with crowded networks, the T800 paired with the Talkabout app will keep you connected with a data range up to 20 miles and a voice range up to 35 miles. Your biggest adventure should never be limited by communication. Own every moment with the unrivaled Talkabout T800, built to keep you connected like never before. Xin chào mọi người nha, thì hôm nay shop mình mới vừa về hai mẫu Motorola bộ đàm nha mọi người. Thì ở đây mình đang có là con T472 và mẫu là T800. Thì T472 và T800 thì nó sẽ khác gì? Thì cái con này là con đời sau của con T470. Đợt trước bên mình có bán là 1990 nha các bạn. Thì phiên bản này thì nó sẽ khác một tí xíu là con này nó sẽ có kèm thêm cả một cái dock để chúng ta sạc pin. Thì các bạn thấy trên hình đây ha, một cái dock để sạc pin luôn. Và về tính năng, về mọi thứ thì con này nó sẽ khác với lại con T800 chỗ nào. Thì con T472 nó sẽ không có app như là cái con T800. T800 thì nó sẽ có thêm một cái nữa là có app để chúng ta định vị cũng như là sử dụng các tính năng. Con T800 thì cái độ tăng cường sử dụng nó cũng sẽ tốt hơn, ổn định hơn, cũng như là con này có GPS check-in nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ thử khui để cho các bạn xem thử coi hai con này nó khác nhau cái gì ha. Ok, bạn đập hộp luôn nha. Con này thì giá hiện tại là bên mình đang bán con này là 2.350.000. Còn con T800 hiện tại giá của em đó là để mình nhớ coi là 2.950.000 nha các bạn, hàng mới 100%. Thì hiện tại mình bán con này khá là nhiều. Thì cái mẫu này thì mọi người có thể mở rộng thêm được một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ cũng được nha. Nó hơi liên với nhau được. Và cái độ xa của nó thì trên hộp nó có ghi rất là rõ luôn. Đây. À, đây mọi người hãy xem ha. 35 mai thì tương đương với lại là bao nhiêu cây mình quên này, mình nhớ coi. 56 km nha. 56 km up to. Thì ở đây ghi rất rõ là mountain to valley. Từ núi đến thung lũng á là 35 mai. Còn trên biển á, trên nước á là 6 mai. Còn hàng xóm với nhau thì chỉ có 2 mai thôi. Thì các bạn tự nhận ra ha. Rồi, T472 thì mình thử đập hộp ra coi có gì ha. Ok. Trong đây thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng khá là to. Rồi, tiếp tục nữa là đây là cái hộp con T472. Thì trong đây chúng ta sẽ có hai cái bộ đàm. Đây, các bạn có thấy là khá là hiện đại. Cái khuynh hướng của bộ đàm này nó sẽ hiện đại hơn là phiên bản kia các bạn ha. Rồi, các bạn thấy. Thì hai cái này mình có thể sạc qua cổng micro USB. Các bạn thấy là đây là cái cổng micro thì cũng khá là dễ cho chúng ta trong việc sử dụng, chúng ta sạc đó. Thì chúng ta sẽ gạt qua gạt lại để chúng ta mở cái nắp này ra, nó sẽ dễ hơn ngày xưa. Ngày xưa là phải xoay núm, có cả đèn pin nữa đó. Rồi, đây là hai bộ đàm rất là gọn và nhẹ, nó sẽ có cái móc nha mọi người. Ở bên đây chúng ta sẽ có một cái cục sạc adapter của Motorola qua cổng micro USB. Thêm nữa là chúng ta sẽ có một cái dock để chúng ta sạc, thì chúng ta chỉ cần là ghim cái này vô đây ha, rồi chúng ta cắm vô cái ổ điện. Còn cái này á, chúng ta chỉ cần rút xuống thôi như thế này, nó sẽ dễ hơn đó. Khi mà những bạn mà đi làm về rồi xong chỉ cần đút như thế này là chúng ta sạc, nó sẽ rất là khỏe hơn cái phiên bản cũ rất là nhiều ha. Và đây là hai cái viên pin của nó còn mới nguyên trong bọc luôn, mình sẽ không khui ra ha. Đó, đây. Motorola thì quá nổi tiếng về cái việc mà sử dụng những cái bộ đàm như thế này các bạn ha, từ đời cũ đến đời mới.
ở đây của mình là dạng như là đời mới các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ có hai cái đầu kẹp để chúng ta gắn vô đây, chúng ta kẹp và nó sẽ có rất là nhiều cái tính năng hay để chúng ta sử dụng, nào là bộ đàm FM cũng như là nó sẽ có thể là đổi kênh thời tiết gió mưa hay rất là nhiều thứ các bạn ha, có cảnh báo nữa nè đó. Và đặc biệt cái này là nó sẽ cải tiến hơn đời cũ là có cái đốc sạc chúng ta bỏ vô chúng ta sạc. Còn đây là phiên bản T800, đời cũ hơn thì chúng ta sạc phải qua cổng chứ không có xài đốc, để mình thử coi cái đốc có xài được không ha. Để mình khui luôn cho các bạn xem thử nha. T800 thì nó là mẫu cao hơn nên nó sẽ mắc hơn nha các bạn. Đó, có sử dụng app được nữa ha. Thì cái mẫu này mình bán cũng khá là nhiều khách rồi đấy nha. Rất là nhiều anh đã mua trên Đà Lạt, trên Vũng Tàu, mua làm cho chương trình, làm cho cửa hàng cũng khá là nhiều ha. Rồi đây là T800 thì gần như là tương đồng, mã thấp hơn thôi. Đấy, thấy ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cái gì đây để mình coi thử nha. Bên đây thì chúng ta sẽ có cái bộ đàm, à cũng gạt y chang luôn nha mọi người, nó cũng y chang con T472, hầu như là y chang luôn đó, khác màu thôi, con này màu xanh. Và con này không có đốc thì cái cục sạc nó sẽ chia ra hai cái như thế này, mà đốc này á, thì mình có thể xài được luôn nha. Đây đó, xài được chung luôn đó, xài chung đốc luôn nha các bạn. Cái đốc này để coi mình nhập riêng về cho anh em, thế nào anh em cũng sẽ cần cái đốc này khá là nhiều, tại vì chắc chắn là khi xài không ai thời gian nào mà cắm vô thì sẽ xài đốc luôn. Rồi và pin của nó cũng mới như thế này ha, thì gần như là tương đồng. Thì con này được sử dụng thêm cái app, có cái app để tracking GPS nữa. Thì theo mình nha, thì anh em sử dụng thì theo mình là sử dụng cái mã T472 này nó sẽ ok hơn, tại vì cái nhu cầu của mình GPS tracking thì chắc là Việt Nam mình khi mà anh em sử dụng thì chủ yếu là trong công việc chứ không có GPS, trừ khi là coi thằng này nó cầm cái bộ đàm mình đi đâu thôi đó. Thì sơ quan qua về những cái bộ đàm cho các bạn xem về thông số kỹ hơn cũng như là về ngoại hình của cái bộ đàm ha. Đó, hãy thấy là cái bộ đàm này nó cũng khá là gọn và rất là tiện luôn anh em sử dụng. Còn đây là T472 cho anh em xem lại ha. Đó, rất là đẹp luôn, có đèn pin nữa ha. Và chúng ta sẽ bấm vào đây ta ấn cho sử dụng thôi. Anh em nào muốn xài cái mic thì chúng ta mua cái mic riêng, chúng ta bỏ vô. Đó, nó sẽ có ha. Đây nè. Đó. Ok ha. Rồi, ok, hiện nay là trên tay nhanh cái bộ đàm. Thì bên mình đang bán với giá là 2.350.000 và 2.950.000, tất cả là hàng mới 100%, bảo hành 3 tháng 1 đổi 1. Anh em nào có thắc mắc gì thêm thì cứ inbox vào phía bên dưới mình sẽ trả lời ha. Cảm ơn người đã xem.